Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi, xin chào mọi người nha. Rồi, hai ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã qua, nên hôm nay Moto Văn Nga trở lại với công việc review những chiếc xe mới về để phục vụ với khách hàng ha. Không biết mọi người đi chơi trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 có vui không? Chắc sẽ khá là vui, được nghỉ 4 ngày mà. Nhưng mà đợt này thấy kẹt xe quá trời luôn nên không có dám đi, nên chọn ở nhà, ở trụ lại thành phố Hồ Chí Minh mà thôi, không có dám ra khỏi thành phố. Moto Văn Nga là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng quý khách hả? Thường thì những xe xài lớp và giấy tờ phải được rõ ràng sang tên quý khách hả? Có mua, có bán, có trao đổi luôn nha quý khách. Rồi, hôm nay cái clip hôm nay sẽ dành cho một bé đến từ nhà Harley luôn, là một bé Harley 48, nó còn gọi là 48. Đây em nói đây. Thời gian gần đây clip cũng hơi đứt khoảng, hơi ít, phục vụ hơi kém mọi người quá. Một phần xe về những cái xe đẹp đẹp được anh em đón nhận cũng không có cơ hội làm những clip đẹp hơn. Rồi, hôm nay cố gắng ghi cái clip chiếc xe này là chiếc 48, còn gọi là 48 đời 2020. Chiếc xe đây là cũng là một chiếc xe xài lướt khá là đẹp. Rồi, nói đến 48 thì một chiếc xe tầm trung của nhà Harley được mọi người đón nhận rất là mạnh trong những năm gần đây. Những anh em mới chơi xe hoặc là những anh em có thể trạng người Việt của mình á, cũng vừa tầm không có lớn lắm á, nên thành ra lựa chọn chiếc xe 48 dùng khá là nhiều. Và kể cả trên toàn thế giới, dòng 48 là dòng bán mạnh nhất, được ưa chuộng nhất của Harley. Đây là chiếc Harley đời 2020, đúng một chủ mua mới tại hãng Harley hả? Odo hôm nay 2.500 thì phải, 2.474 km đó ha. Một chiếc xe được đập thùng 2020 và Odo hôm nay 2.400 thôi, là chưa được 2.500, là đúng nghĩa một chiếc xe siêu xài lướt luôn á, rất là đẹp, rất là keng ha quý khách. Đặc biệt là cái tông màu ghi gần vô cái tông màu này, màu xám ghi ha, sẫm xuống một tí, cái màu rất là đẹp. Màu này so với màu đen thì bán mới thì màu này mắc hơn màu đen hoặc những cái màu khác 10 triệu tại hãng ha. Cái màu này nó cũng tương đối ít động hàng so với những màu khác, so như màu đen. Rồi, chiếc 48 2020 thì được nhập khẩu Thái Lan từ 2018 trở về trước thì nhập Mỹ, còn 2019 trở về đây tới giờ luôn là nhập Thái Lan ha. Đây, những dòng sau này thì dòng trước thì xài bánh căm, chứ dòng sau này là xài bánh mâm rồi, phuộc lớn. Đó. Rất là chất xe, rất là quạo xe ha. À.
Odo mới 2.500 cây thôi, thì lớp vỏ đây nè, còn rất là mới hả. Hiển nhiên mấy cái gai gió trên này thì rụng rồi, nhưng mà chiếc cái lớp nó còn rất là keng, rất là mới. Đây dĩa đây, chưa có xước chưa gì luôn. Thắng ABS đĩa đơn. Rồi 48 thì vẫn còn xài đèn halogen, chưa có xài đèn led bi ha. Nhưng mà anh em về có thể tự thay led bi, trang bị thêm thì tầm đâu đó 2 triệu mấy, 3 triệu tiền là đặt bộ đèn led bi cũng không sao. Xe này được trang bị thêm một số đồ cơ bản thôi. Đầu tiên là chống đổ hãng nha. Chống đổ hãng, cái chống đổ này cũng tầm 14 15 triệu cái chống đổ này ha. Và được lên bộ gác chân. Zin của xe Harley 48 này thì không có gác chân, mà cũng thường là Harley là không có gác chân, xe Zin không có gác chân, đã được lên gác chân rồi. Và lên được cái yên đôi. Thì yên Zin của nó là cái yên solo ha. Được anh chủ mua thêm cái yên đôi cũng của Harley luôn đó, để đi hai người. Anh nào về thích đi lắm lúc đi solo cho đẹp thì gắn một yên này vô, chỉ tháo con ốc này ra gắn vô cũng khá là đơn giản. Rồi về chiếc xe 1.200 phân khối đây ha, 48 1.200 động cơ, 1.200 phân khối máy V ha, check win. Chiếc xe mới lăn bánh có 2.500 thôi thì mọi chiếc xe rất là mới. Từ ốc nè cho tới cục máy. Đây ha. Thể hiện Thái Lan đây ha. Cái tem này còn chưa được gỡ luôn à. Cái tem trên xe chưa được gỡ luôn. Vừa rồi anh em tìm 48 nhiều lắm nha, mà những xe can can không có, nên là hôm nay mới có nè. Anh em quan tâm thì lựa chọn ha, rất là can. Bộ bô Zin chỉ móc đuôi bô thôi, chứ bộ bô này bộ bô Zin chưa có vô bô đồ chơi. Từ cái Jikura đều cũng vậy, rất là mới. Rồi về phần biển số thì xe biển số thành phố Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng thì khi chúng ta rút gốc sang tên về đâu cũng chỉ đóng thuế 1% thôi. Thì ví dụ như tầm 400 triệu thì chúng ta đóng 4 triệu hoặc 3 triệu mấy, tùy theo cái khung giá nhà nước, cái khung giá quý khách hả. Thì đâu đó chúng ta đóng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu, có khi không tới. Rồi nếu mà về thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội thì chúng ta đóng thêm lệ phí tiền biển số 4 triệu nữa, còn những nơi khác thì chúng ta chỉ đóng mấy trăm mà thôi. Nên mình nói báo luôn cái khi di chuyển sang tên di chuyển ở một nơi khác thì đóng thêm 1%, đi đâu cũng thêm 1% mà thôi. Chiếc xe còn cực kỳ can luôn quý khách, chưa có mòn gì mấy cao su này ha. Đúng ra mấy cái này thì thường hay bị mòn lắm nha, nhưng mà chưa bị mòn gì luôn. Đạp thắng và đạp số cũng vậy, không có dấu mòn gì luôn. Cái màu này nhìn ở ngoài đẹp lắm luôn, rất là đẹp. Không, này màu mờ nha, không phải màu bóng. Này nhìn ở ngoài rất là đẹp, không hề tề xước dù là nhỏ nhất ha, rất là đẹp. Rồi mình thường nói những cái tình trạng xe, những cái cơ bản về xe thôi ha. Còn anh em sâu sát thêm muốn tìm hiểu kỹ hơn về những thông số kỹ thuật sâu hơn á, chúng ta
có thể tham khảo trên mạng về tình về về những cái thông số chiếc xe này, nó sẽ được chi tiết hơn so với mô tô bên Nga nói ha. Nhiều khi nói nó không có chi tiết hết đâu. Về tình trạng xe thì chiếc xe này được đập thùng 2020 Odo 5000, chiếc xe cực kỳ keng luôn. Đúng ý những anh em đang tìm xe lướt đẹp thì chiếc này là tuyệt đối vừa ý. Quan trọng quý khách có thích cái màu hay là có thích cái form xe Harley này hay không mà thôi, chứ anh em thật sự mà thích Fortier 48 rồi thì đây là một chiếc xe chắc đâu đó tuyệt đối vừa ý luôn, không có điểm, không có điểm trừ nào hết trơn á. Không có điểm trừ là sao, là không đâm đụng té ngã nè, quay lại đây tí em, không đâm đụng té ngã nên cái việc mà trầy xước rồi này kia thì không bao giờ có đó. Đó, tình trạng là không có trầy xước miếng nào ha, dùng rất là kỹ hai bên tay thắng và tay Ambiza. Đó, chúng ta dùng nhiều thì nó sẽ bị bay màu, hoặc là chúng ta đậu gần trong tường nữa nó dễ bị trầy cái này, nhưng chiếc xe này là tuyệt đối không có bị trầy nào hết. Và xe này được mua 2020 thì chiếc xe này về Odo thì chiếc xe này còn bảo hành, xe này vẫn còn bảo hành đến 2022 thì đâu đó còn vài tháng nữa thôi. Nhưng mà về Odo thì chiếc xe này mới có 2000 mấy cây thôi, chiếc xe này thì còn bảo hành ha. Còn bảo hành hãng hết. Đây. Cặp chìa khóa cổ. Và chìa khóa remote còn nguyên hả? Đời 2020 thì nó chỉ một zin, nó chỉ một remote thôi quý khách. Đây. Nổ máy quý khách nghe thử, cái tiếng bô làm cái đô bô nó có dữ ý hay không ha. Các anh em mà không có nhu cầu bô lớn lắm thì bô cỡ này, móc cỡ này là vừa ý lắm rồi. Nó không có quá im so với bô zin và nó cũng không có quá lớn so với những chiếc xe được vô bô Cupra hay là bô Ven 2 ha. Nó bô zin chỉ móc đuôi bô thôi. Thì nó cái khá, nó cũng cái tiếng nó thoáng và nó cũng rất là ấm chứ nó không có lớn lắm. Rồi, về mình nói sơ cái thông số một tí thì cái yên này, chiều cao yên này 710 thì nó thấp chứ nó không có cao. Những anh em mà cao 1m5 mấy 60 trở lại thì vẫn ngồi bình thường, vẫn dùng tốt. Và trọng lượng chiếc xe này thì chỉ 255kg thì nó cũng không có quá nặng. Nó là một chiếc xe tầm trung của Harley thôi thì nó không có quá nặng và rất là dễ dùng. Rất là dễ dùng so với những anh lớn con cũng dùng được, hoặc là những thể trạng nhỏ nhỏ con tí cũng dùng được đối với chiếc Fortier. Và nó rất là, phong cách nó rất là trẻ trung. Thùng xăng này thì đổ đầy thì 7 lít 9 thì cũng như là 8 lít đi. Thì so với những dòng khác thì đây cái thùng xăng nó đổ được ít xăng so với những thùng xăng khác ha. Hơi bất tiện khi đi ra vào, khi xăng đổ thường xuyên, khi đi xa rồi hơi đổ hoài cũng hơi bất tiện chút. Nhưng mà 7 lít 9 cũng như 8 lít thì chúng ta đi quanh quanh phố đây thì cũng lâu lâu đổ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà từ cái chỗ nó nhỏ như vậy nó mới phù hợp cái xe, nó mới đẹp. Chứ còn nhiều khi con xe nó như vậy mà cái thùng xăng nó lớn quá thì nó không có đẹp. Thì nó bất tiện chút là thường xuyên đổ xăng vậy thôi, chứ còn thật ra 8 lít nó cũng không đến nỗi quá ít đâu. Rồi, chiếc xe cực keng luôn. Rồi, giá xe mới chiếc này thì bữa nay mà chưa ra tên á là 529 triệu. Nếu mà anh em mà mua mà ra tên rồi đâu đó hết thì nó cũng phải nằm tầm 550 đến 560 triệu cho chiếc xe này mua mới ha. Mua mới tại hãng hiện giờ thì nó tầm cái giá đó. Mà hiện giờ mua mới phải đặt chứ còn hiện giờ không có sẵn đâu.
À, còn giá chiếc này thì được trang bị thêm chắc cũng mười mấy triệu, 8 triệu. Thì trang bị thêm đồ chơi này cũng được 30-40 triệu thôi, không có quá nhiều, tầm mình tạm tính tầm 30 triệu thôi cho chiếc xe này hả. Ví dụ như chiếc xe này xe mới ra tan xong thì 500-550, 560 vô đồ chơi nữa cũng yếu yếu 600. À, còn chiếc này thì giá bán hôm nay 435 triệu cho chiếc Fortia đời 2020, lăn bánh chỉ có 2.500 cây, thiếu mấy cây số nữa là mới đủ 2.500 cây, thì là một chiếc xe siêu xài lớn, xe còn bảo hành hãng bình thường hả. Rồi, một cái giá tương đối vừa phải đẹp so với một chiếc xe xài lớn và một chiếc xe trong tình trạng cực kỳ can đẹp luôn. Anh em có quan tâm thì liên lạc sớm nha, chỉ có một chiếc duy nhất mà thôi. Có những xe đi 10.000, mười mấy, 20.000 thì nó hơi xuống một tí, chứ còn cả như này thì không dám tuyệt đối giống như hãng đâu, nhưng mà nó cũng gần đâu đó luôn, rất là can, rất là mới. Giá bán 435 triệu hả. Trên góc màn hình có hai cái số điện thoại 0933891954 và 0902319854. Anh em có quan tâm, có muốn đặt cọc hay gì đó thì trên hai cái số điện thoại đó có Zalo rồi luôn ha, có liên hệ, có muốn đặt cọc hay muốn mua gì thì anh em liên hệ ha. Khi mình anh em ở xa thì chỉ cần đặt cọc đâu đó tầm 20 triệu hoặc 50 triệu gì đó, thì chúng ta tự làm việc với nhau. Khi đặt cọc xong giao xe tận nơi thì anh em mới thanh toán luôn. Và trong những cái trong cái clip này mình nói sao về xe thì khi giao nó đúng y như vậy, nó không đúng y như vậy, quý khách không bao giờ mất một xu nào hết ha. Quý khách đặt cọc bao nhiêu còn nguyên giá trị bao nhiêu, không bao giờ mẻ một xu nào hết. Về tình trạng xe, về tình trạng giấy tờ và mọi thứ cũng đã được nói rất là rõ. Đây, giá bán 435 triệu cho chiếc Fortia đời 2020 này. Rồi, nhà thì cũng còn Harley cũng tương đối cũng nhiều, đặc biệt là dòng Tripop này có 3 chiếc nha, đều là 2020 hết. Chiếc Tripop Estrada, Estrada 2021, 3 chiếc luôn. Chiếc hai chiếc đó và một chiếc ở ngoài này, có chiếc Sporter S ở ngoài, ra ngoài luôn anh, Sporter S ở ngoài mới về nhưng mà đã được nhận cọc rồi. Nếu mà có thay đổi gì, anh em có quan tâm xe này thì có thay đổi gì thì mình báo lại ha. Đây là chiếc Sporter S mới lăn bánh chỉ 850 cây thôi. Mình ghi sơ thôi chứ chiếc đó đã được nhận cọc rồi. Những chiếc xe có tại cửa hàng thì chiếc Triumph T120, chiếc này đã được nhận cọc rồi. Hiện giờ còn chiếc CB1300 bản kỷ niệm 2018. Đây là chiếc Ninja ZX250, chiếc này 170 mấy triệu thôi, chiếc xe rất là ghê. Xe này giới trẻ rất là thích ha. Về Shadow thì hiện giờ đang có một chiếc Shadow Aero 750 đời 2008 ha. Chiếc xe cũng còn tương đối chất đẹp. Nói chung lan can lắm thì không lan can đâu, nhưng mà những chiếc xe này thì cỡ này là còn đẹp. Giá cho chiếc này 265 triệu. Rồi, Harley thì có 3 chiếc Tripop. CB1001 thì đang còn một chiếc đời thấp thôi ha, 270 triệu thôi. Những chiếc xe này đi hoài luôn, không bị mất giá và rất là bền bỉ. Đi rất là sướng, rất là thích. Về độ ổn định là tuyệt đối ổn định, cao, ngon lành. Rồi, Fatboy thì hiện giờ đang còn 2 chiếc, một chiếc này và một chiếc đang rửa ở dưới nhà đang rửa ở dưới. Chiếc đó đi tầm 2.000 cây, chiếc này thì chỉ có 47 cây, chiếc này có làm clip rồi, quý khách có xem rồi ha. Anh em có xem rồi, anh em nào chưa xem thì xem lại ha. Chỉ 47 cây thôi, 2020 đăng ký lần đầu 2021. Chiếc Slim này đã được nhận cọc rồi, chiếc CB400 cũng được nhận cọc luôn rồi. Đây là một trong những chiếc xe cũ hiếm đây. Đây là chiếc Veloz 2015 bản Muscle. Chiếc xe rất là đẹp. Đi mới 20.000 cây, bản Muscle ha. Giá chiếc này là 590 triệu nè. Anh em được rồi, tìm chiếc này khá là nhiều á.
Nhưng ông hiểu sao ôm về xong trước này mấy nay chưa có ai rước về hết. Có lúc cần thì tìm mãi không ra, tìm đã đời không ra. Lúc thì đang có sẵn đây ha. Anh em có quan tâm thì liên lạc mua luôn ha. Chứ để bán rồi muốn tìm lại chiếc Veloz nó ít trên thị trường lắm. Tìm nó rất là lâu, rất là khó. Mà đặc biệt là những chiếc xe đời cuối này. Còn đây là chiếc S1000 XLR bản Sport Touring. 1003 thì của Honda có VTX 1003. Chiếc xe lên sẵn đồ, Giá quán 310 triệu cho chiếc VTX này ha. Rồi, về ba chiếc xe khủng ở trên này, đầu tiên là chiếc CBR 1000 3LR bản SB, phiên bản đặc biệt của Honda ha. Chiếc xe này ra tan xong là tầm 1 tỷ mốt mà lăn bánh mới 400 cây thôi. Chiếc xe này hôm nay đang bán là 950 triệu thôi quý khách ha. Cắt lỗ đâu đó 150 triệu mà xe này lăn bánh chỉ có 400 cây thôi. Biển số thành phố Hồ Chí Minh đẹp luôn, biển số đẹp lắm. Và đây là chiếc Redline, chiếc Redline CVO, chiếc CVO Redline đời 2020 ha. Chiếc xe này thì giá mới hiện giờ tại hãng thì tầm 2 tỷ 3. Mà xe này được vô đồ chơi 150 triệu tiền đồ chơi nữa đó. Là đâu đó nếu hiện giờ thì xe mới và vô đồ chơi nữa phải gần 2 tỷ rưỡi. Đó. Chiếc này đi 10.000 mai, 10.000 mai thì 16-17.000 km. Chiếc này có giá bán là 1 tỷ 750 ha quý khách ha. Hiện giờ anh em đi mua xe mới, quý khách mua xe mới này tại hãng có khi không có đâu, phải đặt cọc rất là lâu và giá rất là cao. Còn hiện giờ thì chiếc xe này một cái màu rất là đẹp và lên sẵn đồ chơi và giá cắt lỗ đâu đó cũng tầm 700, hơn 7, tầm 700 triệu so với tiền chúng ta đi đập mới và vô đồ chơi ha. Rất là lợi, rất là lợi, 1 tỷ 750 ha. Xe này thì trên thị trường hiện giờ chắc không có nhiều chiếc để bán đâu. Tại số lượng kể cả xe mới cũng rất là ít. Nó là một siêu phẩm mà. Nên anh em có quan tâm thì đưa về sớm ha. Có khi bán xong rồi, một chiếc xe đẳng cấp mà bán xong rồi muốn kiếm chiếc y như vậy không có đâu. Thị trường rất là hiếm. Còn đây là chiếc Goldwing đời 2009. Chiếc xe nói chung là cũng lâu rồi, nhưng chiếc xe rất là chất, rất là đẹp, rất là vừa ý. Và một cái giá nó cũng rất là dễ chịu thôi. Hôm nay bán 375 triệu cho chiếc Goldwing này ha. Dùng rất là sướng, loa nhạc âm thanh rồi đi đường trường rất là ngon, rất là ổn định. Tất cả đều giấy tờ sang tên hết quý khách ha. Không có chiếc nào mà không sang tên. Nên là tất cả những xe ở đây đều giấy tờ hải quan chính ngạch. Hoặc là chiếc Goldwing thì xe thanh lý thôi. Tất cả đều giấy hải quan chính ngạch và sang tên ok hết. Hiện giờ thì dưới đó đang rửa Iron 883 và chiếc Fastboy. Tạm thời sau lễ cũng tương đối xe nữa vậy thôi. Những chiếc xe về đẹp đẹp về quán nhanh quá nên thành ra không có cơ hội ghi hình. Sắp tới về sẽ về được nhiều chiếc tiếp theo. Chắc nói cũng lâu rồi. Rồi, Moto Văn Nga rất là chân thành cảm ơn quý khách hàng, anh em bạn bè đam mê xe đã lựa chọn và ủng hộ Moto Văn Nga rất là nhiệt tình. Nên một lần nữa mình rất là chân thành cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Xin chào.